Ráng lên. Ngồi im đi anh. Ráng lên. Anh hai. Ráng giữ chặt đi. Sắp xong rồi. Anh Bảo, cố lên. Ngồi im đi con. Cố lên. Anh Bảo ngồi im đi. Sống rồi. Lên. Sậy à, ngồi im đi con. Sậy. Sậy ơi. Sậy, ăn cháo đi con. Sậy à. Thôi. Sậy ơi. Sậy, tỉnh lại đi con. Sậy. 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 Bình tĩnh lại đi con. Sậy, sậy ơi. Còn bình tĩnh lại để mày quạt chưa? Nè, nè, mày quạt nè. Sậy giỏi. Sậy ngoan ngang. Sậy giỏi nè. Sậy. Sậy ngoan. Sậy giỏi. Ăn cháo ngang. Ăn cháo để có sức khỏe con hang. Ngang. Sậy nghe lời mẹ nè. Cháo ngon quá nè. Mẹ đút cho sậy ăn hang. Mẹ biết là sậy không có thích ăn hành. Rồi. Sậy giỏi. Sậy giỏi quá. Ăn thêm một miếng nữa nha. Nè. Thêm miếng nữa đi con. Đó. Giỏi quá. Sậy của mẹ giỏi quá. Ăn no cho mau khỏe nghe con. Tới giờ uống thuốc của anh hai rồi mẹ. Đưa mẹ. Sậy ơi. Sậy ngoan. Sậy uống thuốc nha. Sậy uống thuốc đi mẹ thương nè. Sậy giỏi. Sậy uống thuốc nha. Nè. Sậy ơi. Anh hai. Sậy. Anh hai. Đi viện đi anh hai. Anh hai à. Anh hai à. Sậy. Trời. Anh hai. Sậy. Anh hai. Sậy ơi. Anh hai. Bình tĩnh anh hai. Đổ đi con. Hmm.
Mùa sậy trổ bông, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.